Thưa bà con, câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi trong lĩnh vực chăn nuôi thú y đến từ khán giả Lê Văn Tú với số điện thoại 0338, 3 số cuối là 314 ở tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Khán giả hỏi, lợn nái đẻ 14 con được 7 ngày tuổi và lợn thì có hiện tượng là lở mắt và miệng, hai móng chân bị sưng. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này ra sao? Xin mời khán giả lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Xin mời chuyên gia. Đề phòng bị lở mồm long móng, gia đình anh Tú không biết rằng là có vấn đề tiêm phòng cái lở mồm long móng cho lợn hay không. Các cái dấu hiệu như là lở mắt, lở miệng, rồi là móng sưng, rồi nay mai nó loét ra thì rất dễ bị lở mồm long móng. Còn nếu như không có ở chân mà chỉ có ở miệng không thôi thì nó lại do một loại virus khác, đó là virus coi như là viêm loét miệng thì mình không đáng sợ. Cho nên là rất chú ý trong cái việc tiêm phòng vaccine cho lợn. Và hiện nay thì cái vaccine lở mồm long móng đối với lợn mẹ, lợn bố, lợn mẹ là người ta phải tiến hành tiêm định kỳ 1 năm 2 lần. Thế còn bây giờ cái hướng xử lý thì như thế nào để có thể là chặn được bệnh? Thì tại các cái vết loét ở miệng ấy, các vết loét ở miệng thì sẽ dùng cái iodine 10% bôi một lần, hai môi một ngày một đến hai lần. Thế còn các cái vết loét ở kẽ chân mà nó có mủ là phải dùng nước muối 2% rửa sạch đi, hoặc là nước oxy già, sau đó rồi là sẽ bôi cái mỡ tetracycline ấy, cái thuốc chà mắt của mình ấy, bôi vào đấy. Đấy, và ngoài ra thì đường miệng thì có thể cho uống thêm các cái thuốc sát trùng như là temetium. Thế và gia đình sẽ cố gắng là tiêm thêm cho lợn các cái thuốc kháng sinh để tăng, để phòng cái kế phát, đó là cái lancogen LA hoặc là cái Vidan T hoặc là cái amoxicol, tiêm 3 ngày liên tục theo cái liều hướng dẫn. Và lúc này là ngoài cái việc xử lý bằng cái việc điều trị cho lợn rồi thì cái chuồng trại là phải vệ sinh sạch sẽ, di chuyển lợn đến những cái chỗ chuồng cao khô, và nếu như mà cái nền nó cứng quá thì phải cố gắng là trải rơm để cho nó mềm đi, để cho con lợn khi nó đi trên cái đệm như vậy thì chân nó sẽ không đau, và phun sát trùng. Thì đây là những cái việc làm rất cần thiết để xử lý lúc này đối với đàn lợn của gia đình. Và lập tức khi điều trị xong rồi thì phải tiến hành tiêm phòng vaccine cho lợn ngay sau khi lợn ăn khỏe và các vết thương trở lại bình thường, chứ nếu không thì rất là nguy hiểm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia.